sạch mụn, hết thâm thì đừng bỏ qua những điều này. Hai nguyên tắc cơ bản của việc trị mụn đúng là phương pháp và thành phần. Vì vậy, muốn có một làn da sạch mụn, hết thâm thì đừng bỏ qua những điều đó. Trên thực tế thì nhu cầu làm đẹp của giới trẻ đang ngày một gia tăng, đặc biệt là những vấn đề trị mụn. Nguyên nhân là bởi những nốt mụn xuất hiện trên da mặt mang lại một làn da xấu xí, ngại tiếp xúc với đám đông, đôi khi làm bạn mất đi nhiều cơ hội đẹp đẽ trong cuộc sống. Hơn nữa, da mặt mụn còn là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, cảm giác luôn tự ti và kém hấp dẫn đối với người xung quanh. Phương pháp điều trị mụn phổ biến. Thứ nhất, lăn kim. Lăn kim trị mụn là quá trình sử dụng những mũi kim nhỏ gây tổn thương trên bề mặt da, tạo ra những vết thương giả, sau đó cung cấp những khoáng chất kích thích quá trình sản sinh collagen và elastin, giúp tăng cường độ đàn hồi và tái cấu trúc da, nhanh chóng lấy đi những nhân mụn trên da. Thứ hai là laser. Laser hoạt động với cơ chế sử dụng bức sóng ngắn tiếp xúc lên bề mặt da, giúp phá hủy nhân mụn dưới da. Ngoài ra, quá trình này sẽ tác động lên tuyến bã nhờn trên da, giúp ức chế tuyến nhờn và giảm mụn do tuyến dầu thừa gây vi khuẩn mụn. Thứ ba là mỹ phẩm. Sử dụng mỹ phẩm để điều trị mụn là phương pháp thông dụng được nhiều người lựa chọn. Thị trường mỹ phẩm đa dạng các dòng sản phẩm đặc trị mụn, từ hàng bình dân đến cao cấp, để giúp bạn thỏa mãn nhu cầu làm đẹp tốt nhất. Tuy vậy, khi lựa chọn mỹ phẩm điều trị mụn, hãy lưu ý đến thành phần của sản phẩm. Thành phần trị mụn an toàn được sử dụng phổ biến hiện nay: glycerin, điều trị mụn và nhiễm trùng da. Glycerin là một loại rượu đa chức năng được sản xuất từ quá trình phản ứng xà phòng hóa các chất béo, được tạo thành bởi sự liên kết của gốc hydrocarbon C3H5 với 3 nhóm OH. Glycerin có khả năng hòa tan nhanh chóng trong nước, giúp loại bỏ lớp trang điểm và bụi bẩn trên da, cung cấp oxy cho da, giảm tình trạng bí tắc lỗ chân lông gây ra mụn. Glycerin được kết hợp với các thành phần có trong nước tẩy trang, toner sẽ tạo ra thành phần hợp chất dưỡng ẩm cho da. Glycerin thích ứng nhanh mà không gây kích ứng khi tiếp xúc với các chất hóa học khác. Ginseng giảm dầu thừa và tăng cường sức đề kháng cho da. Gin là một dưỡng chất vi lượng cần thiết cho cơ thể con người, có tác động đến hầu hết quá trình sinh học, đặc biệt là quá trình phân giải tổng hợp axit nucleic, protein, những thành phần tham gia vào hệ thống miễn dịch của cơ thể. Kẽm còn có đặc tính là kháng viêm, giúp làm giảm mẩn đỏ trên da và kích ứng liên quan đến mụn trứng cá vừa đến nặng, khắc phục các tình trạng viêm da khác nhau. Sử dụng các sản phẩm trị mụn có chứa kẽm sẽ giúp giảm tình trạng phát triển các tác nhân gây ra mụn. BHA là chất kháng khuẩn và ngăn ngừa mụn. BHA là một loại axit có tác dụng loại bỏ những tế bào chết trên bề mặt da, thúc đẩy hình thành các tế bào mới. BHA là dạng axit gốc dầu, nhờ vậy mà BHA dễ dàng thâm nhập sâu vào lỗ chân lông, giúp tẩy sạch bã nhờn và bụi bẩn gây tắc nghẽn lỗ chân lông. Nhờ cơ chế làm sạch sâu, BHA giúp điều trị được các loại mụn viêm như là mụn mủ, mụn bọc và mụn không viêm như là mụn đầu đen, đầu trắng, mụn cám, trên da dầu, da có vết thâm mụn, da bị rối loạn sắc tố. BHA thường hoạt động tốt nhất ở nồng độ từ 1 đến 2%. Tinh chất trị mụn từ cây phong lữ. Được chiết xuất từ cây phong lữ, tinh chất trị mụn này giúp kháng viêm, làm sạch da, làm lành vết thương nhanh chóng. Chiết xuất cây phong lữ còn hỗ trợ điều trị và chữa lành các vết thương trên bề mặt da, làm lành tổn thương do mụn, đồng thời cân bằng và điều tiết tuyến bã nhờn hoạt động trên da, rất tốt cho da dầu và da khô bị mụn.